các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn một cái bài tập rất là tốt để giúp các bạn ghi nhớ các nốt đúng trong một cái âm dài mi thứ hay son trưởng. Thì đặc biệt trong cái bài tập này các bạn tập trên cả 6 giây, nó đều rất là tốt. Thì ở đây mình nói trên cái mi thứ đi ha. Các nốt trong mi thứ và son trưởng nó như nhau. Vậy thì đầu tiên các bạn phải biết như thế này: mi thứ hoặc son trưởng thì trong các nốt trong âm dài đó nó có một điểm đặc biệt là gì? Đó là nốt pha thanh. Còn các nốt khác là hoàn toàn tự nhiên. Nếu các bạn chưa có rành về cái đó, hãy xem cái video trước đây mình có hướng dẫn các bạn về scale của âm dài mi thứ hoặc là son trưởng nha. Còn lúc này chúng ta sẽ tập một cái bài tập để giúp các bạn ghi nhớ, để sau này các bạn khi mà cần solo hoặc đánh gì đó, các bạn đánh một cái là nó nghe chắc nha, nó không có bị vô cái nốt tầm bậy. Giống như là mình đang đánh bình thường như thế này, các bạn lại đánh vô nghe nốt pha bình thường thì nghe nó hơi kỳ. Dĩ nhiên sau này các bạn học nhiều về mod, các bạn sẽ thấy rằng là có thể vài trường hợp các bạn đánh nó vô kiểu đó, nó vẫn nghe hợp tai và nó nghe mùi lạ. Nhưng bài tập hôm nay chúng ta sẽ tập theo cái cách để các bạn ghi nhớ bằng cách đánh ngược và đánh xuôi trên từng giây. Vậy thì bây giờ chúng ta đánh cái nốt bass, nó là nốt mi nè. Rồi sau đó các bạn sẽ đánh trên dây 1 xong qua dây 2, 3, 4, 5 nha. Thì bây giờ trên dây 1 chúng ta đánh dây buông là nốt mi luôn. Ngăn 2 là nốt pha thanh. Ngăn 3 là son. Ngăn 5 là la. Ngăn 7 là si. Ngăn 8 là đô. Ngăn 10 là rê. Và ngăn 12 là mi. Các bạn phải đánh, đầu tiên các bạn đánh từng ngăn như vậy để các bạn nhớ cho nó đúng ha. Đánh nốt mi đầu tiên nè. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ đánh một cái chùm 3 nốt, một lần 3 nốt như sau. Các bạn đánh 3 nốt từ từ tăng lên theo dạng như thế này. Thì các bạn có thể đọc vào trong thầm trong đầu để các bạn nhớ là dây buông nè là mi nè, mi pha thanh son. Và sau đó bạn đánh dây buông mi son la mi la si mi si đô mi đô rê mi rê mi, nghe ngăn 12. Đầu tiên các bạn đánh một giây thôi. Thì khi đánh như vậy các bạn sẽ cố gắng nhớ từng tên nốt và nhớ cái vị trí trên cái cần đàn của bạn. Sau khi đánh xong rồi thì các bạn đánh ngược lại mi rê mi rê đô mi tới gì bạn là đô si si la la son son pha thăng. Và chúng ta đánh ngược xuôi để chúng ta quen nhé. Tập lại các bạn. Sau khi đánh như nó rồi, các bạn chèn vô thêm cái nốt bass là dãy số 6 để nghe cho nó hay tí theo cách mình đánh ha. Cứ các bạn đánh một cái
bass này xong các bạn đánh cái câu bình thường các bạn. Chậm nha bạn. Sau đó bạn đánh ngược lại thôi. Rất là thú vị đúng không? Thì sau khi đánh trên cái dây 1 rồi, các bạn tương tự các bạn qua dây số 2 hoặc là dây số 3, số 4. Thì bây giờ mình sẽ đánh thử dây số 3 đi nha các bạn. Thì đầu tiên á, các bạn phải tìm các nốt sao cho nó đúng ở trên cái cam dài của mi thứ hoặc son trưởng. Thì đầu tiên chúng ta đánh dây buông là dây son à. Đúng rồi phải không ạ? Ngăn 2 là la. Ngăn 4 là si. Ngăn 5 là đô. Ngăn 7 là rê. Ngăn 9 là mi. Ngăn 11 là pha thang. Nghe chỗ này các bạn nhớ nha. Ngăn 12 là son. Thì tương tự như vậy chúng ta tập cái câu đầu tiên. Sau khi đánh lên xuống quen rồi thì các bạn bắt đầu chèn vô cái nốt mi này, nghe cho nó lạ một tí nha. Đánh ngược lại ha. Tương tự như vậy các bạn hãy tìm ở trên những cái dây khác, ví dụ dây số 4, dây số 5 ha, dây số 2 cũng vậy. Thì với các clip trước mình hướng dẫn các bạn các nốt như vậy rồi, thì các bạn tự mò ra được các nốt và các bạn tập theo cái kiểu như thế này, nó sẽ giúp các bạn ghi nhớ ha, từng cái phrasing, tức là từng cái đoạn nhỏ như vậy, nó cũng tạo ra cái gì đó nó âm nhạc tí, còn hơn là các bạn cứ đánh theo kiểu scale lúc đầu ha. Mình đánh như vậy nó không tạo dòng nhạc, nhưng mấy cái câu tập này các bạn có thể chèn vô một vài bài hát nó vẫn ra được cái giai điệu ha. Nó cũng rất là đặc biệt. Thì hy vọng là bài học này cũng giúp ích cho các bạn trong cái việc là bạn nào chưa rành về cần đàn, các nốt trên đây làm chủ được thì các bạn nên luyện tập. Ngoài cái các nốt tự nhiên thì chúng ta bắt đầu tập cái nốt thăng, nó sáng, nó sẽ giúp các bạn mở rộng và được rất là nhiều thứ trên con đàn ha. Thì cái đàn các bạn đang xem đây là cây gỗ hồng đào ha. Và hiện tại trong tháng 7 2020 này mình có cái chương trình khuyến mãi rất là đặc biệt, đó là các bạn mua cái đàn này các bạn được tặng một cái khóa học luyện ngón cơ bản. Trong cái khóa học luyện ngón cơ bản có mấy chục bài tập hướng dẫn rất chi tiết, giúp các bạn tay trái và tay phải kết hợp với nhau, bạn bấm chính xác, linh hoạt ha, làm chủ được cái cần đàn. Nó rất là tốt cho các bạn sau này để các bạn có thể tập solo, hoặc là các bạn khi cái ngón tay các bạn mạnh linh hoạt rồi các bạn bấm hộp âm nó cũng rất nhanh và chính xác nữa. Nhớ là chỉ trong tháng 7 này thôi, các bạn mua cây đàn này giá 2,2 triệu nhưng các bạn được tặng cái khóa học 250.000 ha. Muốn học lúc nào thì học ha, không cần đóng tiền, miễn phí mà. Các bạn học trên iPhone, iPad, thiết bị di động, bất cứ nào các bạn học được, có tab download cho bạn về trong từng cái khóa trong cái khóa học đó về để bạn luyện tập theo luôn. Rồi tặng kèm cho bạn cái bao da 3 lớp ý định cây đàn, hai cái bit giọt nước ha, để các bạn có thể luyện tập được nữa. Rất là ok đúng không? Hãy tham khảo cái link mình đặt trong cái comment đầu tiên hay là trong cái phần mô tả video này nhé. Hãy nhớ ủng hộ Amigo Guitar Shop và Guitar for Freedom. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. Bye bye.